trận đấu này là trận đấu solo và phía bên kia rất là nhiều cái sao những cái cờ mà chúng ta cần phải chiếm cái cờ này chứ. Bên mình chiếm hết những cái cột này xong mình thôi. Chiếm hết cái cột này xong mình tấn công luôn. Năm cái trung tâm cấp ạ. Năm cái trung tâm cấp ạ. Hợp đồng thì cũng chưa xong. Giao chạy xe chính xác luôn. Chắc nó đang định cố gắng để làm nhiệm vụ quen mà không được.
Giờ chạy xe trinh sát. Sẽ cho cái xe trinh sát tức là cái tốc độ tăng tốc từ nhà chính của mình sang đến cái nhà này nó nhanh hơn. Nhưng mà mình có thể là giảm bớt cái này xuống để lên nhà chính hay là rồi. Nói chung lính một thì sang đỏ lại con xe một được. Dường như là đã không muốn chơi nữa. Nói chung là quân số đông như này thì không thể làm cản được. Thậm chí mình còn rất là nhiều cái lực lượng ở nhà chưa. Thực ra nó lên được 5 cái trung tâm cung cấp là nó đã rất là lợi thế rồi. Khi mà lợi thế như vậy thì nó chưa chưa có lính ngay, lúc đấy là cũng là năm trung tâm cung cấp mình còn lấy sau đó, nhưng mà nó chưa có lính ngay cho nên là nó sẽ phải chấp nhận là không có quân phòng thủ, chấp nhận thôi. Cái nhiệm vụ này không không hoàn thành được sau khi mình chẳng quá đây. Đầu kết thúc phút 9. Cùng level nhưng mà họ không có khả năng là đẩy nhanh được cái tiến độ ra phòng thủ cho nên là chấp nhận thua. Và hợp đồng khi này thì mình chưa xong. Nâng cấp trung tâm cung cấp lên thì rất là lâu.